Vua Trắng. Bàn Tạch Gia, tôi là biên tập viên của tòa soạn tạp chí Giang Dạ Thiên, phụ trách layout chuyên đề về động vật hoang dã để mở rộng nội dung tạp chí hơn nữa, truyền tải thông tin về chủ đề bảo tồn động vật, Ngô Lan Thái và môi trường đến độc giả một cách tốt hơn. Tôi cùng đồng nghiệp đi xuyên nhiều khu rừng nguyên sinh, thu thập tài liệu liên quan cần thiết. Làm xong vụ cuối cùng này là được về nhà vung lũa rồi. Thế nào, người đẹp? Lúc về mời cô đi xem phim nhé. Không đi. Tôi muốn về nhà với lòng vàng nhà chúng tôi. Được. Chúng ta tình nghĩa chiến hữu thân thiết thế này còn không bằng một con chó. Vậy sau này không chơi với nhau được nữa, đúng không? Cậu rủ tôi này, tôi đi với cậu, làm cộng sự với hai người. Thật tình, không nói nữa. Lúc về tôi sẽ xin chuyển công tác, không chơi với hai người nữa. Vậy cậu cũng phải làm xong vụ lần này hẳn tính. Làm gì đấy? Một bức tượng thôi mà, có gì to? Liệu có phải cổ vật không? Đi, xuống dưới xem thử. Tôi đoán chừng vào thời Đường Tống Nguyên Minh Thanh, trong cũng có niên đại rồi. Nhưng khảo cổ không phải chuyên ngành của chúng ta. Chụp tấm ảnh trước đi. Nếu đúng là cổ vật thì cho chuyên gia xem thử, họ sẽ xử lý thỏa đáng. Chạy mau, chạy nhanh, nhanh. Mau mau lái xe, nhanh lên. Đánh nó đi, nhanh. Nhanh, chạy nhanh, nhanh. Nhanh, cầm đồ chạy đi. Phải đi đâu? Tôi không xuống đâu, tôi sợ. Mà lên, đi. Mau, chạy. Mau. Nhanh lên nữa, nhanh. Tôi không đi được nữa, trơn quá. Nhanh nữa lên, nhanh. Xuống đây. Nó tới rồi, nhanh. Tôi không chạy nổi nữa. Nhanh lên, nhanh nữa lên, nhanh. Nó đuổi kịp rồi. Nhanh, nhanh. Chạy, nhảy. Nhanh, nhanh. Chạy nhanh. Nhanh, 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 chạy. Tôi không chạy nổi nữa. Chạy không nổi nữa. Nhanh. Tôi không xong rồi. Trốn trước đã. Gắn lên nào. Tôi thật sự không chạy nổi nữa. Trốn thế này có ích gì không? Chạy nhanh, nhanh, nhanh. Đi nhanh lên.
không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi? Trẹo chân rồi. Không sao. Cậu thì sao? Không chết đâu chứ? Cái thứ gì đây? Vũ khí đề phòng yêu đâu xanh. Vũ khí thần thánh đó. Đúng là vũ khí thần thánh. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Mau đứng dậy đi nào. Tôi không đi nổi nữa. Đứng lên. Đi. Từ từ thôi. Không đúng. Đi bên nào đây? Chuyện này đừng hỏi tôi. Giờ tôi còn đang lú đây. Hình như là bên kia. Phải không? Sao tôi nghĩ là bên kia nhỉ? Tiêu rồi, khu rừng này. Đâu đâu cũng như nhau. Không phân biệt được. Cứ thề tôi nói. Chắc chắn là bên kia, không xa đi đâu được. Đi. Không đi nổi nữa. Nghỉ một lát nào. Nhìn đi. Đi nhầm rồi này. Đừng oán thán nhé. Anh có dám nói anh chắc chắn đúng không? Xe cũng đi tông. Đường cũng mất dấu. Di động còn không có sóng. Trong chốn rừng sâu núi thẳm này, e là lành ít dưỡng nhiều. Tiếp theo đi thế nào? Hai người nói đi. Kẻo tôi lại bị trách móc. Đại ca, anh nói đi. Yên tâm đi. Cho dù lại đi nhầm, tôi cũng tuyệt đối sẽ không trách móc. Không giống như vài người nào đó. Nhìn kia, dê rừng. Chuyện bé xé ra to. Một con dê thôi mà. Đi về phía đó. Hai người xem con dê rừng đó. Nhàn nhã chưa kìa. Điều này chứng tỏ chỗ đó chắc là an toàn. Đi. Có thu hoạch gì không? Đừng nhắc nữa. Hai anh em tôi lục tìm mấy sườn dốc, chỉ tìm được hai con lớn cỡ này. Cổ tinh châu. Đừng. Đến lâu như vậy chỉ kiếm được chút hàng này. Mất mặt quá đó. Tiết Thiên Hành, bớt nóng đi anh. Hai ta cũng không tìm được đấy thôi. Sao còn lại nói đỡ cho họ nữa? Anh bạn, chúng ta là người bắt rắn chuyên nghiệp. Chuyện này mà nói ra ngoài còn làm ăn kiểu gì nữa. Lần này ông chủ lương đã chi số tiền lớn thuê chúng ta đến. Làm người thì phải có chữ tính. Đến lúc đó lấy gì bàn giao đây? Vẫn còn thời gian vài ngày. Tìm tiếp đi. Đúng đúng đúng, tìm tiếp. Nếu thật sự không được thì đến lúc đó mua cho ta một con. Dù gì cũng là rắn, giống nhau cả. Mua gì mà mua? Đồ nuôi mua về có thể so với đồ rừng sao? Tưởng người ta dễ lừa chứ gì. Đừng nghỉ ngơi nữa, khẩn trương lên. Nhìn đi. Phong cảnh đẹp biết mấy. Xem ra tuyến đường này không sai đâu. Phong cảnh đẹp hay không thì liên quan gì đến tuyến đường đúng hay không? Anh còn giỏi nói nhảm hơn tôi nữa. Không đúng. Tôi phải hỏi anh chút chuyện. Chuyện gì?
Lúc nãy hai chúng tôi đồng thời bị trăng quấn, anh cứu ai trước? Chuyện này ấy à, chắc chắn cứu cậu trước rồi. Thật hả? Cậu xem, cậu còn không tin tôi. Hai ta anh em nhiều năm, tôi không cứu cậu thì cứu ai? Đừng cười, đây là chuyện nghiêm túc. Phải cô ấy thì sao? Ôi, người ta là gái đẹp, người xếp hàng thương hoa tiếc ngọc, đầy ra đó, không cần cậu và tôi bận tâm. Được, vậy tôi sẽ tin anh một lần. Không đúng. Anh cứu cô ấy trước đúng không? Anh còn hỏi cô ấy bị thương ở đâu? Có hả? Có chuyện đó hả? Không có. Được. Đến lúc này rồi mà hai người còn giấu giấu giếm giếm. Cái thứ trọng sắc khinh bạc nhà anh. Anh quay lại cho tôi, nói rõ ràng. Đứng lại. Nói cho rõ. Hai người chạy đi chứ. Sao hai người không chạy nữa? Chạy. Nhanh, 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 chạy. Nhanh, nhanh, nhanh. Nhanh lên. Nhanh đuổi theo, đợi chút. Anh làm gì đấy? Chúng ta ra ngoài để làm gì? Một con rắn lớn như vậy đúng là một kỳ tích. Nhất định phải làm cho rõ, nhanh. Đuổi theo nó làm gì? Muốn chết à? Anh đợi chút, từ từ thôi. Đi đâu tìm đây? Bỏ đi, không tìm được nữa. Con rắn lớn như vậy cũng xem như quái thú quý hiếm rồi nhỉ. Không có duyên thì chớ cưỡng cầu, dừng tại đây đi. Dù gì người ta cũng là thú dữ. Lúc nãy chúng ta xấu hơn, mục tiêu của người ta là heo rừng. Nếu gặp lại lần nữa thì khó nói lắm. Tôi tán thành, chúng ta đừng dây vào nó thì hơn. Hai người cũng nói rồi, có thể gặp không thể cầu. Chúng ta đã gặp được nó thì chúng ta có nghĩa vụ thu thập nhiều thông tin về nó. Điều này có lợi ích rất lớn cho việc nghiên cứu của chúng ta sau này. Cũng phải. Tôi cũng hiểu, nhưng mà không nhân nhị gì hết. Tôi thấy cứ quyết định vậy đi. Tiếp tục đi sâu, tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan. Được, hai người nhé. Tôi giữ nguyên ý kiến. Nếu lần này mất công toi thì lúc về tôi sẽ xin rút khỏi nhóm của hai người. Đó là gì vậy? Nhìn giống như tàn tích. Liệu có bí mật gì không? Đi đi đi, đi xem thử, đi. Trời ơi, chỗ này bao nhiêu năm rồi, liệu có báu vật gì không? Đi, dạo một vòng. Thôi bỏ đi, về thôi, đừng để lát nữa lại lạc đường. Nhìn chỗ kia, vào được kìa. Thôi, đừng hóng hớt nữa. Về thôi. Tôi cũng thấy rợn da gà. Đến cũng đến rồi, cứ xem thử. Chẳng phải hai người thường nói công việc của chúng ta phải có tinh thần mạo hiểm hả? Giác quan thứ sáu của tôi nói tôi biết, trong này chắc chắn có bí mật. Thôi được, vào trong thăm dò xem. Nhưng có điều này, an toàn là trên hết. Trong bất cứ tình huống nào, vậy là thượng sách. Không thành vấn đề. Mời. Đi.
Trời ơi, rộng thế này, còn có công trình kiến trúc nữa, hai người xem. Đi. Hùng tráng quá. Hai anh xem. Cẩn thận đấy. Nắm chặt nhé. Đi. Nơi này sao âm u quá vậy? Trốn đi. Tính sao đây? Chạy mau. Mau. Chạy mau. Gắng sức lên. Không đẩy được. Tôi gắng sức rồi. Vô ích thôi. Mau đi đi. Hai người đi mau. Cùng đến thì cùng đi. Mau đi đi. Đừng để ba người đều chết ở đây. Gắng sức lên. Đi. Bị thương ở đâu rồi? Không chết đâu chứ. Yên tâm đi, không chết được đâu. Có điều. Có điều cái gì mà có điều? Anh ra vẻ anh hùng gì hả? Nếu anh, nếu anh bị gì, chúng tôi phải tính sao đây? Không sao rồi. Anh nói không sao là không sao à? Hai chúng tôi tính sao? Quay về tôi sẽ xin chuyển công tác. Không đi với hai người. Tôi không đi với hai người nữa. Được rồi. Mau dìu tôi dậy. Đừng để lát nữa lại gọi rắn đến đây. Đi mau. Nhanh lên, mau lên, mau lên. Nhanh, nhanh, nhanh. Chỗ này. Thiên Thành, thế nào rồi? Hai cậu không thể nhanh hơn chút sao? Không dễ gì gặp được một con tạm ổn. Nhưng kết quả thì sao? Ba ngày. Trong vòng ba ngày, nếu còn không tìm được tấm da trắng ra hồn, thì sẽ lột da của hai cậu đi gán nợ.
Nhớ vợ con à? Không có. Cái này có gì mà phải ngại? Tôi ấy mà, thật ra hơi phiền lòng. Anh nói xem, chút chuyện vặt này, nếu là trước kia, còn không dễ như trở bàn tay à? Bây giờ thì sao? Khổ sở lâu như vậy, cũng chẳng vơ vét được gì. Anh nói xem có phải tay nghề của chúng ta đi xuống không? Nói linh tinh gì đó. Tay nghề của chúng ta là tổ truyền, biển hiệu chữ vàng. Tất nhiên, nhiều năm như vậy chúng ta không làm nữa. Tay nghề chắc chắn không bằng hồi trước. Chủ yếu hiện giờ khắp nơi toàn là bảo tồn thiên nhiên. Ngành của chúng ta không làm ăn được bao lâu nữa. Chứ không thì lần này giá cũng sẽ không cao đến vậy. Được rồi, đừng nghĩ ngợi nữa. Lúc về chúng ta sẽ rửa tay gác kiếm không làm nữa. Đã rắc thuốc xong rồi, chắc chắn có thể nhiễu trắng đến. Chắc không? Chắc. Hai cậu đi nghỉ đi. Ngày mai bảo hai người họ nhanh nhẹn chút. Được. Nghỉ ngơi đi. Ở ngay đằng trước. Ở ngay đằng trước, trong bán kính 100 mét, đều rắc bột thuốc rồi. Thiên Thành, chỗ cậu thế nào rồi? Không có. Chỗ các cậu thì sao? Không có. Không có. Không có. Có phải lại làm biến không? Không có. Chúng tôi đều làm theo lời dặn của anh. Không làm biến, cũng không dám làm biến. Phải không? Phải phải, không làm biến. Không làm biến thế thì rắn đâu? Khu rừng lớn như vậy, không có lấy một con rắn sao? Thuốc này cũng không có vấn đề gì. Kỳ lạ thật. Hay chúng ta nên rút lui thôi. Tính kế lâu dài, anh nói xem. Anh, rút, rút gì mà rút? Rút đi đâu? Thức ăn cũng hết rồi, cứ tiếp tục ở lại thế này chẳng phải muốn chết à? Hết rồi thì chúng ta đi bổ sung. Đi theo. Thiên Thành, ừ, hôm nay cứ dựng trại ở đây. Sáng mai lên đường, tranh thủ ra khỏi núi trước buổi trưa. Được. Và tôi sang bên kia tìm ít đồ lót đệm. Buổi tối không thể cứ ngủ vậy được. Anh ơi! Anh ơi! Mau lại đây! Sao vậy? Mau lại đây xem này! Con rắn phải lớn cỡ nào chứ? Thiên Thành, Thiên Thành.
Thiên Thành, đây là báu vật đó. Nếu chúng ta bắt được con này thì... Đi. Anh, sao vậy? Con rắn lớn thế này e là sắp thành tinh rồi. Chúng ta đừng chọc nó thì hơn, bớt được chuyện nào hay chuyện đó. Nên về đi thôi. Sao cậu lại muốn về nữa? Nhìn đi, đây là vật quý hiếm trong núi đấy. Đâu phải cậu không biết giá trị của nó? Bây giờ ngay cả cụ tổ cũng đang giúp chúng ta. Chúng ta phải nhận lấy chứ. Không phải tôi không muốn làm. Mấy anh em ta vốn không đấu lại nó. Chúng ta đừng bỏ mạng ở đây anh à. Người anh em, truy cầu phú quý trong hiểm nghèo. Chỉ cần bắt được con này thì nửa đời sau chúng ta đủ tiền tiêu xài rồi. Thiên Thành, danh tiếng của cụ tổ cậu không lo nữa à? Thể diện trong nghề cậu cũng không cần nữa à? Được, cậu không lo, tôi lo. Cậu không cần, tôi cần. Nhưng anh không có người nhà, tôi có. Giúp tôi xem thử, đây là chim gì? Đây chính là con lần trước nói với anh, động vật được bảo tồn cấp 2 của quốc gia. Cả con này nữa. Con này có phải Nai Cà Tông không? Là Nai Cà Tông. Đây là cây vòi hương. Còn cả gà tiền xám. Trời ơi, tốt quá rồi. Lần này xem như chúng ta đến đúng chỗ rồi. Nhưng đáng tiếc, con rắn lớn kia, không biết sau này còn được gặp lại không? Đi đâu đấy? Không phải anh bảo tôi đi dò đường à? Có phải hai người có gì với nhau không? Tôi nói hai người biết, chuyện này tôi không đồng ý. Vì gì đến anh? Thôi, hai người đừng cãi nữa. Lúc nãy dò đường thế nào rồi? Dò không thấy đường, nhưng thấy có người. Có người? Chẳng phải đây là chốn không người à? Vậy mới nói. Đi, đi xem thử. Quá chặt không? Vừa đủ. Một văn thạch. Đành phải thế này vậy, không đủ dài. Ai đó? Mục Phạm Linh, chào ông. Chúng tôi là... Ông bị thương à? Cô gái, cô làm vậy không được đâu. Nào, giúp một tay. Các người, hai người đừng căng thẳng. Chúng tôi không phải người xấu. Đúng, đúng, đúng. Chúng tôi ở tòa soạn tạp chí. Đúng. Vậy, cảm ơn, cảm ơn. Không có gì. Sao thế, gặp cướp à? Chỗ này còn có sơn tặc hả? Đừng nói bậy bạ. Ông ơi, ông xem nếu ông tiện, có thể nói chúng tôi nghe không? Ông xem, chốn rừng núi hoang dã thế này, mọi người gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể săn sóc nhau. Không phải tôi muốn giấu, chỉ sợ nói ra các cô cậu cũng không tin. Trong núi này có một con rắn lớn. Rắn? Cậu xem, tôi biết các cậu không tin. Ông à, không phải không tin, con rắn lớn mà ông nói, chúng tôi đã gặp rồi. Ông xem, là con rắn này sao? Đúng, chính là nó. Vua rắn trong truyền thuyết. Vua rắn, vua rắn. Ông à, có thể cho chúng tôi biết lai lịch của nó không? Nghe các cụ đồn rằng, vào thời dân quốc, có một hôm, đất rung núi chuyển, các cụ đều sợ trung người, không biết đã xảy ra chuyện gì. Về sau mới biết là động đất. Có lẽ chính vì trận động đất này, nên vua rắn đã xuất hiện. Lúc đó, mấy hộ trong núi nhìn thấy vua rắn, đều sợ đến hồn bay phách tán, bỏ chạy tán loạn. Vua rắn cũng cực kỳ nóng nảy, thấy người là cắn, mấy hộ này sắp bị giết sạch đến nơi. Và lúc này,
có một vị đạo sĩ đến, tay cầm kiếm quyết, tiên phong đạo cốt, trong miệng nói năng hùng hồn, lẩm bẩm vài câu đã đuổi vua rắn chạy mất. Đạo sĩ kia trước khi đi có nói đã dặn dò với vua rắn rồi, không những sẽ không xâm phạm người và gia súc, còn có thể bảo vệ sự bình an của mảnh đất. Nói ra cũng kỳ lạ, từ đó về sau thật sự không bao giờ nhìn thấy vua rắn nữa. Ngay cả hổ, gấu thường xuyên xuống núi tha mứt bò dê cũng gần như không còn nữa. Vậy nên mọi người gọi nó là vua rắn. Đại ca, anh thấy lời hai ông cháu này nói có tin được không? Cái này không có gì đáng nghi. Cô muốn nói gì? Tôi chỉ thấy hơi ảo, dính đến cả dân quốc đấy. Đã nói rồi còn gì, chỉ là một truyền thuyết. Cả con rắn kia nữa, nghe lời đạo sĩ xong thì không quấy nhiễu người dân nữa. Anh không thấy rất xà mà? Cái này chắc chắn là được tô điểm thêm rồi. Một biên tập như cô sao còn nghiêm túc hẳn ra vậy? Cô xem nhé, rất rõ ràng là con rắn này đã đứng đầu chuỗi thức ăn rồi. Gián tiếp theo đó, nó đã bảo vệ cân bằng sinh thái của cả khu rừng và quần thể động vật. Họ không biết những điều này, do rằng con rắn lớn chính là người bảo vệ khu rừng. Thể tích lớn như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc trước, tạp chí chúng ta có đăng một báo cáo học thuật, đó là ở khu vực nhiều oxy, có một số sinh vật sẽ vì hàm lượng oxy cao nên thể tích trở nên rất lớn. Anh nói xem có liên quan đến cái này không? Tất nhiên rồi, chắc chắn là có khả năng này. Ở kỷ than đá, hàm lượng oxy trên trái đất đạt đến 45%. Khắp nơi toàn là sinh vật có thể tích khổng lồ. Một con chuồn chuồn còn lớn hơn chiếc xe thời nay. Vì vậy tôi nghi ngờ, nơi nào đó ở đây nhất định có môi trường oxy cao tương tự như vậy. Tất nhiên, cuối cùng vẫn phải để chuyên gia giải đáp bí ẩn này. Thiên Thành, thế nào rồi? Đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Đủ đồ. Lần này là một con lớn, không giống lúc trước. Phải chắc chắn túm được nó, yên tâm đi. Chỉ cần nó đến, bảo đảm không chạy nổi. Được. Đây là nguồn nước duy nhất. Sáng mai chắc chắn có thu hoạch. Theo dõi chặt vào. Được. Tận mấy tiếng không có động tĩnh rồi, buồn ngủ chết đi được. Thiên Thành, sao bây giờ cậu càng lúc càng lười vậy? Nhớ năm xưa ở Tam Quan Khẩu, vì con trăng hoa, hai ngày hai đêm chúng ta không ăn không uống. Bây giờ cậu Thiên Thành, lên. Ở đây. Thiên Thành, nhanh.
giữ đến chỗ đặt bẫy. Nhanh, 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 đi. Nhanh. Đến rồi, đến rồi. Nhanh. Nhanh lên. Nhanh lên, nhanh chuẩn bị, nhanh. Đến rồi, đến rồi. Xử nó. Nhanh. Nhanh lên. Dây cáp sắp không chịu được nữa. Không được, mắc kẹt rồi. Cháy. Thiên Thành. Anh Châu, anh có dự định gì? Cậu nói đi. Tôi thấy lần này hơi khó giải quyết. Một người chết, một người bỏ chạy, con rắn lớn như vậy chỉ có hai chúng ta. Bây giờ không phải chuyện tiền nông nữa. Dù nó là một con rồng, tôi cũng phải nhổ vài cái vảy của nó xuống. Gọi người giúp đỡ. Đợi chút. Đằng trước, rẽ trái. Ông ơi, thế nào? Có muốn nghỉ một lát không? Tôi không sao. Khỏi lo. Đừng thấy ông tôi bị thương. Ông đi đường núi nhanh hơn các anh đấy. Người trong núi quen rồi. Hay, các cậu nghỉ một lát đi. Được, nghỉ một lát. Được. Uống nước. Cảm ơn. Khách sáo cái gì? Ông à, hai người đến đây làm gì vậy? Đến mùa rồi ấy mà. Vào núi lấy một ít mật ong rừng. Sao hai người lại bị vua rắn tấn công? Không biết. Chắc là bị thứ gì đó chọc giận. Sao các cậu lại gặp phải? Chúng tôi gặp trong một tàn tích, giống như kiến trúc cổ đại. Đang muốn hỏi ông đây, sao nơi này lại có kiến trúc như vậy? Nơi cậu nói, chúng tôi gọi là miếu cổ lớn. Cũng có người gọi là chùa hang động. Được xây lúc nào thì thật sự không ai biết. Sao các cậu lại chạy đến chỗ đó? Người trong núi chúng tôi còn không dám vào. Cũng chưa từng có ai vào đó. Chúng tôi vô tình đi nhầm vào đó. Ông à, bao lâu nay chưa từng có người ngoài vùng đến tìm vua rắn sao? Kiểu như làm điều tra. Từng có. Nhiều năm lắm rồi. Vài sinh viên học viện mỹ thuật đến vẽ tranh, vô tình phát hiện ra vua rắn. Sau khi báo cáo thì có vài nhóm người đến điều tra. Điều tra mấy tháng cũng không có manh mối gì, nên rút đi. Về sau xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên. Có lẽ là liên quan đến vua rắn. Ông à, hay chúng ta vừa đi vừa nói nhé. Đi. Lại đi à. Anh, hai người anh em, Đại Phi Hồng Thái, đây là anh Châu, anh Châu. Có được không? Không vấn đề gì, đã đến đây thì là anh em, sẽ không bạc đãi các cậu. Dặn dò kỹ càng chưa? Làm việc. Có người. Hình như nói về vua rắn gì đó. Cụ tổ phù hộ. Gặp được người am hiểu rồi. Xử. Làm việc. Vậy lúc đó hai người làm sao thoát khỏi kiếp nạn? Thoát. Nó đã thật sự muốn ăn thịt cô thì ai mà thoát nổi.
Hôm đó, lúc hai ông cháu tôi dừng trại, đã thấy không ổn. Vẫn chưa phản ứng kịp thì vua rắn đã đến. Cái đuôi quét một cái cứ gọi là người ngã ngựa đổ. Cánh tay tôi cũng bị quật ngã. Cũng may nó không hại chúng tôi, mới nhặt lại được cái mạng. Các người muốn làm gì? Đứng yên. Các người làm gì vậy? Tất cả không cần căng thẳng. Chúng tôi một không cướp tiền, hai không cướp sắt, chỉ muốn nghe ngóng một chuyện. Nghe ngóng thì nghe ngóng, đang làm gì vậy? Thả người. Kêu gào cái gì? Không thấy quyền chủ động nằm trong tay tôi sao? Muốn nghe ngóng cái gì? Anh hỏi đi chứ. Trước đó nghe mấy người nói về chuyện vua rắn, nói cho chúng tôi nghe với. Chúng tôi chỉ nói bừa về truyền thuyết vua rắn mà thôi. Ép tôi chứ gì? Đừng, đừng, đừng. Chúng tôi không biết thật mà. Còn vua rắn kia chúng tôi cũng chỉ gặp một lần, về một cái là biến mất luôn. Ai biết được nó đi đâu? Cô nói. Tôi không biết gì cả. Tình điều với anh. Tôi biết. Từ đây đi nửa ngày đường, vượt qua núi mỏ chim, nhìn thấy một hang động. Hang động này chính là ổ của vua rắn. Nói xong rồi, thả người đi. Thả người. Tự trói mình lại. Dừng lại. Đi phía bên này, nhanh. Tạ Đại Sương. Lại đây. Trúng rồi, lại trúng rồi. Đi, lấy về đây. Khoan, mang xuống núi giao cho thằng ba. Chúng ta tìm tòi thêm vài ngày rồi cùng rút lui. Dân. Khá khá rồi đấy anh Sương. Hay là cùng rút lui đi? Không được, đồng tam hòe sắp đến mùa đông rồi. Đến lúc đó tuyết bao phủ núi thì chúng ta không vào được nữa. Mấy hôm nay chúng ta phải bắt nhiều một chút. Đi. Ông già, tiếp theo đi thế nào? Ông già, vua rắn có ổ thật à? Tôi cũng chỉ nghe nói. Không ai biết có phải thật hay không. Không ai dám đến. Vậy mà ông còn dẫn họ đến. Kế hoãn binh mà, nắm bắt thời cơ bỏ chạy. Chạy kiểu gì? Đã cột thành hàng rồi. Bây giờ hai cô gái vẫn còn trong tay họ. Tôi cũng không biết sẽ thành ra thế này. Tùy cơ ứng biến vậy. Thì thăm gì đó. Đến rồi. Đằng trước chính là núi mỏ chim. Thả người đi. Thả người gì? Đi. Các cậu xem, đây chính là núi mỏ chim. Đã đến đây rồi, thả người đi. Ông cũng nói đã đến đây rồi. Vậy thì đi thêm vài bước cũng chẳng xá gì. Các người ngoan ngoãn, tôi cũng giữ chữ tín. Suốt đường đi, không làm khó các người. Và lại, các người không muốn nhìn thêm vua rắn trong truyền thuyết sao? Mời ông.
Ông già, ông chắc chắn là ở đây. Đi. Đi đâu? Đi mau. Thiên Thành, Thiên Thành. Mùi nặng quá. Đúng là ở đây thật. Nhìn vách hang trơn nhẵn, chắc vua đắng đã sống ở đây lâu lắm rồi. Được, mau hành động đi. Trời vừa tối, chắc nó sẽ ra ngoài kiếm ăn. Nhanh. Đi mau. Ngồi yên. Ngồi xuống. Ngồi yên. Các cậu làm gì vậy? Ngoan ngoãn đi. Các cậu nhẹ tay chút. Ngoan ngoãn đi. Ngồi yên đấy. Ông ơi, họ đang làm gì vậy? Đang làm cọc. Chiều này ác quá. Sao lại nói vậy? Loại cọc này chỉ cần động vật dính phải sẽ chết chắc. Cọc với chả móng cái gì, kệ nó. Chúng ta vẫn còn bị trói đấy. Nghĩ cách mau mau bỏ trốn thôi. Cậu phải nghĩ sao? Cỡ trói là được chứ gì. Nhanh lên, bây giờ bọn họ không rảnh quan tâm chúng ta. Nhanh lên, trông chừng họ. Nhanh, nhanh, nhanh. Đừng vội, trông chừng họ. Mau, đi mau. Anh Châu, bọn họ trốn rồi. Chạy thì chạy thôi. Lát nữa đợi phướng víu. Một lát nữa nhớ, tất cả nắp cho kỹ. Theo dõi kỹ vào. Làm việc. Đợi chút. Là sao nữa? Không thể cứ bỏ đi như vậy. Không dễ gì mới trốn ra được. Anh lại phải quay lại ngăn cản họ. Đúng đúng đúng. Không thể để bọn họ hại vua đắng. Nghiệp nặng lắm. Tôi đi với cậu. Ông nội, ông còn đang bị thương đấy. Tôi đi với anh. Được, đi. Vậy tôi thì sao? Cô lại chăm sóc họ. Cẩn thận đấy. Chúng ta đi. Chúng ta tìm một nơi trốn đi. Thế nào rồi? Xong rồi. Sắp ra rồi. Tất cả nhanh dẹp một chút. Nắp đi. Nắp đi. Ra ngoài rồi. Đồ xấu xí. Tới đây này. Ông nội cũ tên Châu của mày ở đây này. Tới đây. Sang bên này. Lại đi. Tới đây. Nhanh. Nhanh. Nhanh lên. Không di chuyển được. Các người làm gì đấy? Mau cản hắn lại. Giữ con rắn tiến lên. Nhanh. Đi. Đừng cuốn. Giữ lui về sau. Giữ lui về sau. Bên đây, nhanh. Chạy. Đại phi. Chạy.
chia nhau ra chạy. Đợi chút, sao vậy? Đi xem thử. Đi. Vẫn chưa chết. Đi, cứu hắn làm gì? Đi, đừng phí lời. Ngô Lang Thái, từ từ thôi. Sao các anh lại đưa hắn về? Vua rắn đâu? Vẫn ổn. Về đồng thôi. Mấy người kia bị vua rắn thịt hết rồi. Chỉ có hắn thoát khỏi kiếp nạn. Tỉnh rồi. Thế nào? Giúp một tay đi. Nào. Đây là đâu? Anh nói xem là đâu? Trong núi chứ đâu. Tôi đưa anh về, anh quên hết rồi à? Nên để con vua đáng kia xơi tái anh luôn. Chính anh đã cứu tôi. Chứ không thì sao? Cả anh ấy nữa. Vậy mấy người anh em của tôi đâu? Ơn lớn không lời nào nói hết. Cổ tinh châu tôi ghi nhớ rồi. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Anh đấy, sau này đừng nhắm vào mấy người chúng tôi là được rồi. Cũng không được nhắm vào người khác. Chàng trai trẻ, non nước cây cỏ đều có linh tính. Người cũng vậy, động vật cũng vậy, đều được nuôi dưỡng và sinh ra từ trong bụng mẹ, không đến mức bất đắc dĩ, cần gì giết chóc vô cớ. Cậu nói xem có đúng không? Ông nói phải. Chúng tôi đã sai rồi. Cùng chúng tôi xuống núi đi. Nói cho bên ngoài nghe chuyện các cậu đã làm. Sau này đừng bao giờ vào núi nữa. Đi thôi. Nào. Thiên Thành, đi thôi. Trong layout mới, chúng ta sẽ lấy trọng tâm là vua rắn. Về kế hoạch ban đầu chúng ta sẽ thu thập sau. Được. Nhưng mà tài liệu về vua rắn ít quá. Anh chỉ có một hai tấm hình. Người ta còn tưởng chúng ta ghép ảnh đấy. Phải đó, cái này tôi đã nghĩ cả rồi. Lát nữa chúng ta sẽ phỏng vấn ông cụ. Chưa biết chừng còn có chuyện để khai thác. Chuyện ông ấy nói là truyền thuyết, không thể xem là thật. Anh cứ xem như kể chuyện là được. Cũng phải. Cái đó tôi có bằng chứng. Dao vua rắn lột có tính không? Tính chứ. Thật à? Ở đâu? Hướng này. Lúc chúng tôi đến đã nhìn thấy. Hoàn chỉnh không? Lớn bao nhiêu? Hoàn chỉnh hay không thì không biết, nhưng chắc chắn rất lớn. Đi nào, dẫn đường. Đường này khó đi lắm, mọi người cẩn thận chút. Anh từ từ thôi. Bên nào? Sao vậy? Rắn. Tôi bị cắn rồi. Tính sao đây? Làm gì vậy? Anh hút như vậy, chưa chắc cô ấy đã khỏi. Anh thì chắc chắn đi đời. Đi đời thì đi đời. Cứu người trước, chàng trai. Cô ấy nói đúng đấy. Ráng nhìn chút. Anh muốn làm gì? Cứu cô. Không sao.
Không sao, không sao. Thế nào, đỡ chút nào chưa? Không có cảm giác gì mấy. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Biết đâu thì không sao rồi. Biết đâu chứng tỏ bắp thịt chưa hoại tử, thần kinh cũng bình thường, vậy thì người sẽ không sao. Anh nói thật không đấy? Anh đừng nói vớ vẩn. Làm nghề của chúng tôi bị rắn cắn là chuyện như cơm bữa. Nếu không biết tự bảo vệ mình thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Phải cảm ơn. Cởi đồ ra đi, ảnh hưởng tuần hoàn máu. Cẩn thận chút. Cảm ơn anh. Ở ngay phía trước. Ở đây. Đẹp quá. Không thể tưởng tượng nổi. Mau, mọi người mau lại đây. Trời ơi. Từ từ. Giang Dạ Thiên, nhanh, đo đi. Được. Nào cô gái, giúp một tay. Nhanh, lại đi. Đưa thước cho tôi. Từ từ thôi. Lan Thái, cô ghi chép lại. Được, ghi chép lại đường kính chiều dài. Ông à, bây giờ có da lột rồi. Đợi ra khỏi núi, làm phỏng vấn độc quyền với ông là đầy đủ rồi. Phỏng vấn độc quyền là gì? Phỏng vấn độc quyền tức là chúng tôi hỏi ông trả lời. Tất nhiên, đều nói về môi trường rừng rậm và động vật hoang dã gì đó. Được. Chỉ cần lời tôi nói các cô cậu dùng được thì không thành vấn đề. Cảm ơn ông. Tôi thấy cô cũng phải phỏng vấn anh ta. Chắc chắn anh ta có không ít chuyện đâu. Anh, hình như có người. Hỏi bọn họ thử, đường xuống núi đi thế nào. Đi. Có người. Ai? Xin chào. Các anh làm gì vậy? Hái thuốc. Hái thuốc? Suốt ngày tôi đi dạo trong núi này, sao không có ấn tượng gì cả? Lần đầu chúng tôi vào núi này bị lạc đường, quanh quẩn mấy ngày kiểu gì cũng không ra được. Ngược rồi, các cậu đi ngược rồi. Đi theo hướng các cậu đến, nhìn thấy rừng trúc nhỏ là đúng. Cảm ơn. Đêm không trăng không sao, đoạn đường núi này rất khó đi. Nếu muốn chắc ăn, để ban ngày lên đường thì hơn. Được. Đi. Dừng trại.
Anh Cổ, chân của Lang Thái đỡ kha khá rồi, khăng khăng muốn đến nói cảm ơn anh lần nữa. Không cần khách sáo đâu, tôi chỉ giúp một tay thôi. Vả lại, trước đó chẳng phải tôi còn xúc phạm các anh à? Các anh lại còn cứu mạng tôi. Người nên nói cảm ơn là tôi. Vậy thì đừng ai cảm ơn ai nữa, đã qua cả rồi. Anh Cổ, có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Hiện tại chúng tôi đang thu thập tài liệu, không biết trong trải nghiệm của anh, những chuyện của tôi không đáng nhắc đến, đừng nói ra thì hơn. Được, vậy thì không nói nữa. Đúng rồi, anh Cổ, các anh vào núi có mục đích gì vậy? Đã biết trước chuyện vua đắng sao? Nói trắng ra là chúng tôi cung cấp da đắng cho những người làm đàn nhị. Mấy năm nay thiên nhiên được bảo tồn, không bắt được nhiều rắn hoang dã nữa. Đến mức hiện nay, phần lớn đàn nhị đều dùng da rắn nhân tạo để làm mặt da. Còn về chuyện vua rắn, cũng là sau khi vào núi mới biết. Ông à, cháu gái ông trẻ tuổi là xinh đẹp thế này, ở rù rú trong núi, ông cam tâm à? Sao không đến thành phố lớn xông pha, triển vọng biết mấy? Đúng không? Anh trai, có phải anh muốn nói, nếu tôi lên thành phố, có thể nương tựa vào anh không? Đâu có. Để cô nghĩ như vậy, thì hơi hạn hẹp rồi đó. Trêu anh thôi. Năm nay, tôi vừa tốt nghiệp đại học. Lần này về, một là ở cạnh ông, hai là đặt kế hoạch xây dựng trạm kiểm soát tình nguyện viên bảo tồn rừng. Sau khi xong việc, tôi sẽ quay về thành phố làm việc. Chưa biết chừng hôm nào đó, chúng ta còn có thể chạm mặt nhau ở thành phố đấy. Đến lúc đó, anh phải đãi tôi ăn cơm đấy. Được, được. Uống chút nước. Cảm ơn. Nào, ông nội. Thật ra rất nhiều năm trước chúng tôi đã nghỉ làm rồi. Thế mà vào trước gặp phải ông chủ Lương đam mê sưu tầm đàn nhị. Ông ấy rất ước ao có được một tấm da trắng thượng hạng, không có vảy lạ, mật độ vảy vừa phải, để thay thế mặt da cho chiếc đàn nhị cổ thời nhà Minh mà ông ấy sưu tầm. Ông ấy trả nhiều tiền, chúng tôi đành vào núi. Anh Dương, lén la lén lút làm gì đấy? Lúc nãy tôi nhìn thấy trong tay bọn họ cầm một miếng da rắn lột, kích thước lớn lắm. Điều có phải con vua rắn mà anh nói không? Anh không nhìn nhầm chứ? Chắc chắn không sai. Đúng là có được mà không mất công. Lần này chúng ta phải làm một phố lớn. Phải, nghe đồn rắn này trăm năm thành răng, có mạo là vua. Con có mạo trên đầu mới là vua trong bầy rắn, là báu vật có thể độ kiếp thành rồng. Lời đồn thật hay giả không liên quan đến chúng ta. Có người nói như vậy, càng có người mua với giá trên trời. Chúng ta đã gặp phải thì không được bỏ lỡ. Đi, theo dõi sát sao. Dân. Anh Cổ, chuẩn bị đi. Được. Dạ Thiên. Gì đấy? Bên kia, chính là mấy tên bên kia, không phải người tốt đâu. Đừng nhìn. Lúc trước tôi có xem tờ lệnh truy nã, lệnh truy nã kẻ săn trộm. Người trên đó chính là gã đứng đầu bọn họ. Anh chắc chứ? Tối qua tắt lửa tối đèn không thấy rõ. Lúc nãy tôi quan sát kỹ, chắc là phải.
Vậy tính sao? Bọn họ còn có không ít người. Cậu khoan thể hiện ra đã. Ra khỏi núi chúng ta lập tức báo cảnh sát. Được. Ông ơi, bọn họ là người xấu. Cháu đã nói mà. Tính sao đây? Đừng quan tâm nhiều, mau đi thôi. Các anh em đang định đi đâu vậy? Không định đi đâu hết, thì du sơn ngoạn thủy mà, dạo chơi loanh quanh. Ông ơi, trời cũng sáng hẳn rồi, chúng ta mau đi thôi. Phải, phải. Các cậu xuống núi, đi ngược rồi. Theo hướng hôm qua đến, thấy rừng trúc nhỏ phía trước là đúng. Cảm ơn lòng tốt của ông. Có điều, một đám già yếu bệnh tật như các người. Con bị thương. Dạo chơi vớ vẩn cái gì ở đây? Họ hàng xa của tôi đến thăm tôi, đưa họ vào núi đi dạo ấy mà. Tôi hiểu. Các người muốn làm gì? Đừng phản kháng. Đưa cho họ. Các anh đang làm gì vậy? Có ý gì? Hỏi anh chút chuyện thì cứ nói thật đi. Cần gì giả vờ ngu? Không giả vờ, không giả vờ. Đại ca, anh xem các anh cao lớn vạm vỡ là đẹp trai thế này. Đừng làm khó mấy người chúng tôi nữa. Thả chúng tôi đi đi. Tấm da trắng lột này từ đâu ra? Ảnh chụp được ở đâu? Tuy chúng tôi chỉ săn bắt, không hại người, nhưng mà nếu bị ép đến đường cùng, chúng tôi cũng không quan tâm nhiều như vậy. Nói! Nói mau! Đừng! Nói! Nói! Da trắng là nhặt được, ảnh là vô tình chụp được. Chúng tôi cũng không biết đó là thứ gì. Nhìn giống như con trắng. Ảnh chụp ở đâu? Chụp bừa lúc du sơn ngoạn thủy. Cụ thể là nơi nào tôi cũng không nhớ rõ. Anh xem trong núi này toàn na ná nhau. Chặt một bàn tay đó. Đừng. Chạy đi. Đứng lên. Chỉ dựa vào mấy người bọn mày. Nói. Rắn ở đâu? Nếu không tao sẽ làm mạnh tay đấy. Cười gì mà cười? Mày đánh giỏi lắm chứ gì? Tôi từng cướp họ một lần, các người lại cướp anh ấy lần nữa. Cười gì mà cười? Anh không cần tìm nữa. Nó đến rồi. Đến rồi. Nó đến rồi, đến rồi. Chạy, chạy mau. Mau, tản ra. Chia nhau ra chạy. Được. Nhanh lên, sang bên kia. Mau, tách ra. Nhanh, tách ra chạy, nhanh, tách ra chạy, nhanh. Chạy về phía kia đi, đi. Chân cô không sao chứ? Không sao. Người đâu? Sao không có tiếng động gì cả? Không biết, chạy lạc nhau rồi. Lang Thái, nghe lời tôi, ở yên đây, đừng đi đâu. Tôi đi xem thử. Đại ca, cẩn thận đấy. Nhanh lên. Ông cụ, ông sao rồi? Nghỉ một lát.
Đại ca, ở đây. Thế nào, tất cả không sao chứ? Không sao, vua rắn đâu? Không biết, không nhìn thấy. Vẫn ở quanh đây, chưa đi đâu. Anh ngửi được mùi thật à? Rắn cũng như người. Còn rắn khác nhau thì có mùi khác nhau. Huống hồ nó còn là vua rắn. Chẳng phải ông nói vua rắn là thần bảo vệ núi, không đối đầu với con người sao? Đều là người xưa nói, đâu phải tôi nói. Được rồi, đừng nói mấy chuyện này nữa. Trước tiên xem thử phía nào an toàn, ra ngoài rồi nói tiếp. Nếu mọi người tin tôi thì đi theo tôi, ít nhất tôi hiểu nó hơn mọi người. Tin, tin. Đi bên này, đi. Ông ơi, ông từ từ thôi. Coi chừng dưới chân, Ngô Lăng Thái. Ngô Lăng Thái, cô ấy đâu? Đã nói rồi, bảo cô ấy đừng đi đâu. Cô ấy chạy đi đâu được? Không phải tôi nói anh chứ? Anh không đáng tin gì cả. Nhanh đi tìm. Nhanh, Ngô Lăng Thái. Ngô Lăng Thái. Ngô Lăng Thái. Ngô Lăng Thái. Ngô Lăng Thái, tôi ở đây. Tôi ở đây này. Không phải đã dặn đừng đi đâu sao? Cô đi đâu vậy? Cô có biết tôi lo lắm không? Tôi đi chụp hình. Chúng ta có tài liệu rồi. Tôi đã chụp nhiều lắm. Tôi cho anh xem. Được rồi, mau đi thôi. Đi nào. Đi nào. Khoan đã. Sao thế? Gì vậy? Ông nội tôi nói không sai chứ. Vua rắn có linh tính, biết chúng ta là người tốt. Phải, ông nói đúng. Thế anh ta thì sao? Có câu nói thế nào nhỉ? Kẻ thù hệ thấy kẻ thù là nóng mắt. Vua rắn nhắm vào anh ta đấy. Cũng hơi kỳ lạ thật. Chúng tôi tưởng anh ấy chết chắc rồi, cuối cùng anh nói ra thật xấu hổ. Được rồi, không xấu hổ nữa. Lát nữa anh và ông cho chúng tôi phỏng vấn độc quyền, rồi hợp tác điều tra với ban ngành liên quan, cũng xem như lấy công chuộc tội. Anh xem có được không? Ơn cứu mạng không lời nào nói hết. Có yêu cầu gì tôi cũng đáp ứng được. Phải quyết định vậy nhé, không được nuốt lời. Còn cả trạm công tác tình nguyện viên chúng tôi, có bằng lòng gia nhập không? Rất vui được phục vụ. Hứa rồi đấy, tôi là người giữ chữ tín.